Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Diệu Linh. Bây giờ là vợ chồng Miện Tiên cùng với là mấy anh em đi vào để lau mộ của chú anh chị. Bữa nay là rất là vắng ha. Thì buổi sáng là có cái chị ở bên học viện cải lương gì đó cô chú anh chị. Thì Tiên cũng thấy có một cô comment ở trong cái bình luận đó cô chú anh chị, thì Tiên mới biết đó. Thì bữa đó sáng này là chỉ có anh chị đến thì để cúng cho chú Vũ Linh thắp hương á, sau đó là đến bây giờ thì mới quay video nữa cô chú anh chị. Dạ không cô, cô lên mới lên luôn hả? Cô xin bẻ nhánh bông hả? Bông hả? Bông xanh, bông trắng. Làm gì cô? Tôi lấy cái bông xin cái lọc của bông là gì? Tôi buôn bán gì vậy? Xin lọc của tôi. À, cái bông ai hả? Bây giờ cái viên đời cô xin nhiều không? Cảnh không chơi nhiều. Dạ. Mà nào giờ mới thấy xin bông ha. Ý là con mới thấy là có khán giả tới xin bông của chú. Xin hoài. Xin hoài. Bạn thấy là xin bánh bía đồ cúng hay gì đó ăn lấy lộc. Còn cô là cô xin hoài sao cô? Xin bông. Cho con thấy ta. Dám đâu, tôi không ngày tới ngày lên tôi không lên là tôi bán. Ủa cô mà cô ơi, mà cô quấn vậy nó hư. Cô vậy cô có chân không cô hay là không, cô... tôi bỏ trong cái bóp tiền tôi nè, tôi mang một chút nè bóp tiền y như là mấy người cái tôi nhét cho cái ngăn nhỏ là tôi buôn bán vậy. Là bình thường là mỗi lần cô lên là cô xin vậy ha? Sao cô xin bông, cô xin bông rồi xong đó là cô bỏ vô cái bóp rồi chừng nào nó héo rồi cô bỏ nó đi. Hồi nãy tính mang lên đây nè là để đốt, khỏi mang để đốt đúng không? Dạ. Khi nào nó héo thì mình đốt. Ồ, vậy là cô là một cái khán giả phải nói là rất là đặc biệt nha. Hình như đang mưa lên nhân 10. Vậy là đợt nào cô lên cô cũng xin vậy chứ hả? Mà sao tụi con không thấy ta? Thấy chi vậy? Thấy chi vậy hả? Trời ơi trời, thấy chi? Vậy là cô xin lén rồi. Ủa xin công khai cũng được mà cô. Cái lộc về đang buôn bán không? Thì biết rồi, xin lộc quyền công khai cũng được mà. Nó xách tiền mình mang vậy nè. Cái xong mình bỏ cho cái ngăn. Chứ lần nào á để ý cô lên cô lại xong cái đưa ra ngoài ghế ngoài đó cô ngồi. Xem chút cái cô đảo vô. Cô đảo vô. Đảo vô. Không, tôi mới giấy 3-4 lần tôi mới về. Cái cô đảo vô lại. Giấy khoảng 3 lần tôi mới về. Có bận cỡ nào cũng phải 3 lần tôi mới về. Dạ. Thôi giấy gì bán đắt lắm. Còn tới ngày lên không. Cô bán cái gì? Là bán ới. Bán cà phê. Bán cà phê tới nè. Bán cà phê. Ủa mà con nghe cái khu của cô là người ta chơi đời nhiều lắm hả? Người ta chơi mà tôi không chơi. Nè trước vong hồn năm không chơi. Trời ơi, chơi bỏ xứ bỏ nhà đi dữ tợn lắm á. Chánh con tôi nó cũng ghi đời ở đó mà tôi không chơi. Dạ. Cô nghe hồi nãy con thấy cô gái mà lão qua cũng dậm dậm cái giò hai bên này chị. Không có cái quần nước mà tôi. Hả? Nhiều chuyện đó. Không phải cô đi chứ. Không phải nhiều chuyện tại vì con tụi con là YouTube. Con cho nên là tụi con phải để ý. Chứ cái đèn cái hồi buổi nó nhạy cảm á cô. Tôi mới vừa đi du lịch ở coi mới đi Hà Tiên, Châu Đốc Hà Tiên về xong có mười mấy ngày cứ đi biển Cam Bình, ra lấy Cam Bình mới đi về nữa là nhỏ con nó cho tiền tôi đi, nó ghi đời nó có tiền lắm chứ nó tư bán là dư vậy không là con cô ghi đời hả? Công an tìm tới nhà bắt cô sao? Không có gì ai đâu bắt, sớm đó ghi dữ lắm. Xung quanh tôi hơi chín mọi người ghi. Là cô ở đâu mà cô? Mình không chơi, mới ngộ vậy chứ. Là cô đang ở ngay chỗ nào cô? Phan Hiệp Mười, Phế Tây Một, Hóc Môn, Tiện Xe Hân. Tiện Xe Hân là nhà tư á. Dạ. Người ta nói cái bà này bà có chơi đời đâu mà bà cũng khổ. Tôi nói số người ta khổ thì ta khổ chứ sao mà không chơi đời cái gì sướng hả? Trời ơi trời. Dạ. Mà mình mạnh khỏe trong người thì vậy cô là mẹ. Cô nói là con cô chơi đời cái con đổ luôn. Sở tư. Vậy là mẹ cô là chủ. Ủa lộn, con cô là chủ chủ ghi đề hả? Thấy cô gái con thấy cô giỏi vàng luôn. Trời ơi, ngoài kia con đứng vô con quay không kẹp á, không biết con giả có thấy không á. Con thấy cô chậm cái giò bên trái cái. Thấy chậm cái giò bên phải cái. Con vậy có cho lọc con không con? Đã thấp hơn rồi kỹ ta. Có cho lọc con không con? Thiệt.
Không, cái này là dặm hỏi thì cô nghe có ý nghĩa không? Dướng sau cô thấy cô dặm bên đây chân, dặm bên kia chân. Thiệt mà, em có thấy hồi nãy em có đi không? Anh chờ, dòm từ ngoài xa anh dòm cho thấy cô mà. Nhưng mà cái không có cái hồi xuống cô là một cái vị khán giả phải nói là rất là lạ ở chỗ. Đúng rồi. Cô mỗi lần cô lên là xin bông của chú mà cô quấn vô trong cái bàn bò bỏ vô vậy bỏ xong rồi về bỏ tiền mình bán cà phê á. Vậy là bán khoảng bao lâu là cô bỏ cái bông đó đi? Nãy tôi tính đốt mà chưa đốt tôi đi rồi đó. Đi hỏi chị kể chị bắt chị cả. Không, tại mình hỏi coi là cô quấn như vậy là khoảng bao lâu? Thì nó khô tới ngày đi thì mình gì mình đốt. Đây mình đi lên là mình lấy bông khác rồi về mình đốt cái bông cũ đó đi. Vậy camera kìa cô. Camera cô. Anh nào có nói tỉnh bơ luôn. Để nói mà cô né điện thoại con ra gì camera kìa. Đầu tiên mà thấy một cái vị khán giả phải nói là đem hoa về để bán đắt cho uống một cái chữ mộ chú là ai cũng lại xin lọc hoa cho trời. Kiểu này xong rồi, kiểu này chắc là mình phải mua cái gì ở trên đỉnh mua hoa nữa rồi. Anh Ngọc ơi, kiểu này coi chừng mốt khán giả coi cái clip này muốn lời xin lọc hoa. Lọc hoa mà bán được lắm. Vượt mặt anh Ngọc. Tại vì lúc đầu anh Ngọc la vậy nè, làm gì đam mê. Nên giờ chưa có không biết. Làm chơi thôi. Thôi tao làm đi, tao tập trung tao làm đi. Thì nó yêu quý chú rồi tao làm. Chứ tao kêu làm gì đam mê, làm chơi thôi. Giờ chưa có muốn chơi. Ở đây có 5 độ hả, buồn gì đâu buồn. Ủa vậy là khoảng một tuần là cô lên không? Chưa đi đâu. Không, ý. Cũng nhanh mà. Là thấy cô hay lên mà ta. Tháng đi 3 ngày. Đi 3 kia. Nên tính bao nhiêu tầng rồi. Vậy là tháng cô đi 3 ngày. Cô nằm nói chị nghe chú nói luôn hả chị? Chú nói sao chị? Là ngày mai cô uống cà phê đen. Mà chị thấy chú mặc đồ gì không chị? Hả? Không đồ mà. À, đứng ở đâu chị? Vậy. Ồ ghê ha. Đứng nghe mộ luôn. Cô cũng cà phê đen làm gì thì uống bia cho đi đó, tên khuôn cái đông bia mà cô bóp bia luôn. Trời ơi. Cô biết uống bia đâu mà uống bia. Gì nữa? Không nói cô. Uống bia. Sao con thấy cô đem cái ly cà phê đen lên vậy? Cà phê đen này đưa cho con gì á? Con qua. Con chị. Hả? Cho qua chị. Chỗ hả? Chánh camera của mấy buổi chiều bữa nay là hơi đen đá đường nha. Chuyện rất là lạ, cô chú chị.
sữa cũng có uống, mà lâu lâu phải uống cà phê đá đường nữa. Em đưa cho anh Ngọc ở đây 5 bịch khăn giấy mới nha bà con. Nè, cô, vậy là 5 bịch hay là hết 1 thùng 30 bịch lon bia luôn ha. Đó. Ủa chai nước là lấy là hết luôn rồi đúng không hiện đi. Hết luôn rồi anh, 30 gói thì đã hết nha. Trời ơi, coi, hiện tiên này đều dữ rồi. Vợ nó mà là điệu quá. Tiên thú điệu. Chứ em mà không điệu, cái anh Minh nó nói hai anh em nữa, khổ nữa. Tiên thú điệu. Đâu đâu cũng phải điệu điệu chứ, chơi anh Minh đừng nói. Đó là vợ chồng. Phải ít men lên đúng không? Để em đổi cho. Cái gì? Cái gì mà ít men? Phải điệu lên, phải dứt lên. Chứ mình giống nữ tính chút. À, nữ tính ta gọi là gì? Eager. Chiều có nay vui không? Chiều nhà tối tôi mở máy tôi coi. Tôi thấy vui ghê luôn. Cô coi kênh nào cô? Tối là tôi coi, tôi chẳng biết tin, tôi biết rằng cái kênh nào. Ủa cô, cái kêu Hoa Lan này là chân ngủ lâu rồi nha, là đặt trước tu lên là phải Hoa Lan này không hay là cô Hoa biết rồi. Tiên. Vậy hả cô? Tiên thú điệu. Cô lên cô nhận lọc. Cô đi đâu hả? Cô nói là chú linh lắm với cô chú anh chị. Mà lần nào cô lên cô xin lọc tiền bán đắt hết. Mà đặc biệt cái lọc của cô nó lạ lắm. Cô mới xin chú là cái lọc hoa. Rồi cô bỏ vô trong cái bọc ha. Quấn lại. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4. Cô nói vậy là kỳ này mà khán giả mà nghe được là lên mộ là coi như là mộ không cầu bọn luôn. Vì mùng 10 lắm. Cấp nén hương trình giữa các tiền các tài thổ thần thổ mộ thổ địa các tài dân thần hoàng thổ sau khi cúng là trang ở dưới mình dương những chiếc mộ này xứng ông tú dương linh ông linh lập đội ba có dân tâm giác nhà mùi còn này xin lọc hoa hoa mất ngày 5/3/2023 dương lịch ngày 14/2/2023 bữa nay thấy đã chuẩn bị lại quanh hương cúng hoa về lọc đó làm gì không về mình sẽ trưng vào một cái bình đúng không? Giữ nước lại trong đó. Cái này là mạ nha. Dạ. Cô xin lọc qua nè cô. Không có, xin chị nữa. Dạ, vậy là lần sau cô lên mới lấy cái lọc khác rồi cô mới thả cái lọc này ra đúng không? Là cái nắp này chưa mở luôn. Chưa mở. Anh mới khui cái bật ra đó. Thì sao? Mà mất sạm như mà sao? Quá trời đồ cúng chú mà trời. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Hay ghê luôn á. Con sao lại con bốc mà mấy nó sao con không khui xong con bốc đi rồi ạ? Hả? Bắt cái nắp cái nắp mà.
Ở bên này ba lai cam cho bà con cô bác xem mới được. Bữa nay cũng mà đặt ba lai cam nữa nha. Bữa nay cái mít nó hết pin này. Cái đó khó thấy pin quá nên không biết nó hết pin. Nên bữa nay cô chú thông cảm ha. Giờ ba lai cam nha cô chú anh chị ơi. Còn tới đây thì Tiên cũng xin kết thúc video của chú anh chị ở chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Và đặc biệt là Tiên cũng xin hẹn cô chú anh chị vào sáng ngày mai.